Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, chỉ cần 10 phút tập thể dục mỗi ngày, ngoài giảm mỡ bụng còn có thể đốt cháy chất béo hiệu quả, cải thiện sức đề kháng, sức chịu đựng và sự trao đổi chất của cơ thể. Sau đây là một số động tác và tư thế dành cho bạn tập. Kiên trì đúng cách điều độ là những yếu tố sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ.